Hiện tượng rất là đẹp không, là ốc bò nghi một vàng như thế này luôn, anh em thấy không? Thật sự thì không phải là nước dơ mà là do ốc ăn no nha. Và thì đến với nội dung của video nào, intro nào. Hello, xin chào anh em và chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Ken Vlog. Hôm nay tôi sẽ cho anh em xem một cái hiện tượng gọi là khi mà ốc ăn no thì sẽ như thế nào. Đấy, nhiều anh em bảo rằng là ốc ăn no rồi có ăn cay nữa không, thì thật sự ăn no rồi nó vẫn cay thôi. Chẳng qua là mình không biết được cái mức độ tiêu hóa của nó nhanh đến thế nào đâu. Đây, mới vừa ăn no thôi thì hiện tượng ốc sẽ bò lên như thế này. Chỉ có mấy con lớn thôi, còn mấy con nhỏ thật sự thì vẫn chưa thấy cái hiện tượng mà nó bò lên hết như vậy. Mấy con nhỏ mà bò hết nguyên vàng như thế này là nước có vấn đề đó, chứ thật sự không phải là ăn no đâu nha. Thì anh em xem nè, đó khi mà mấy con ốc táo lớn nó ăn no thì nó sẽ bò lên như thế này. Thật sự đây là những ốc sai đẻ rồi, sai giống đẻ luôn, nó là lớn. Tuy nhiên có một số mấy em nhỏ nhỏ thôi. Thì anh em xem nha, khi mà tôm vừa mới cho thôi thì nó giải quyết rất là nhanh, thức ăn nó ăn hết sạch rất là nhanh luôn, và chỉ cỡ trong vòng 1 giờ thôi là bắt đầu bò lên như thế này rồi. Xong sau đó nó sẽ tiêu hóa rất là nhanh và nó sẽ bơi xuống lại và tiếp tục đi kiếm ăn, anh em thấy không, tiếp tục đi kiếm ăn. Nên việc mà nhiều anh em hỏi rằng là cho nó ăn no để giải quyết được cái hiện tượng là nó có ăn cay, thì thật sự nó vừa ăn no xong rồi nó bò xuống tiếp rồi nó vẫn đi tiếp kiếm thức ăn, nó đói thì nó lại tiếp ăn cay. Nếu mà bạn cho đồ ăn nhiều 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 á thì nó sẽ dơ nước của bạn, chứ thật sự nó ốc nó lên nghỉ ngơi là xong, bạn cho ăn tiếp không, cứ như vậy hoài rồi bạn cho ăn như vậy liên tục như vậy á, thì thật sự nó sẽ rất là ảnh hưởng tới sức khỏe của ốc. Nên thường thì vì mà bạn đã chấp nhận nuôi ốc rồi á thì nên khuyến cáo là không nên trồng quá nhiều loại cây mắc tiền, chỉ là lan nước thôi, lan nước rong bèo các kiểu là ok rồi, rong bèo nha. Đó, ba loại đó là ok nhất mà tôi thấy là có thể trồng được trong khi mà bạn nuôi ốc. Chứ thật sự thì mà bạn nuôi nuôi ốc mà bạn trồng những loại cây mắc tiền thì nó nhai hết đi. Chỉ có những loại lan nước phải cỡ to như thế này nè, anh em thấy không, cỡ cây to như thế này đó thì ốc nó không ăn. Chẳng qua là do bị mấy con rầy nó vô tôi cắt thôi, nhìn nó hơi bị dơ đúng không, tôi còn phải cải thiện lại cái bể này một xíu. Bạn này cũng nuôi lâu rồi mà chưa cải thiện. Đó, anh em thấy không? Anh em thấy không? Sau một thời gian mà bạn cho ăn nhiều á thì nước rất là đục như thế này và tôi cần phải cải thiện bể của mình. À, cái hồ này cũng cỡ 1 tuần rồi chưa thay nước. Chẳng qua nước vàng là do hồi trước có bỏ lũ, giờ tôi tháo lũ ra rồi thì nó đỡ hơn, và giờ sẽ thay nước để kiếm lại cái vị trong của cái hồ đi. Và phân rồi nó rất là dơ, cho nó ăn nhiều thì nó sao ta, nó dơ nước đó anh em, nên hạn chế cho việc ăn. Và cây cỏ thì nó sẽ không ăn nhiều lắm đâu, nó chỉ gặm gặm vài cái rồi xong máy thôi, không sao cả nha. Và thì nội dung của video đến đây đã kết thúc rồi. Nếu em thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của tôi để ủng hộ tôi nha. Cảm ơn mọi người đã xem video. À, nhớ ấn nút chuông nho nhỏ bên cạnh để được cập nhật nhiều video mới nhất từ kênh nha. Bye bye.